Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm để chúng ta trang hoàng nhà cửa, chào đón một năm mới. Ai cũng muốn cho ngôi nhà của mình thêm đẹp, thêm xanh. Chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một ngôi nhà với kiến trúc xanh tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp. Vâng, chào chị. Bác cho hỏi đây có phải nhà bác Sơn không ạ? À, vâng, đúng ạ. Bác ơi, bác đang làm gì đây ạ? À, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần. Thế gia đình thì cũng chuẩn bị một cái không khí đón Tết cho nó vui vẻ. Bác ơi, vì sao mà mình lại lựa chọn chất đèn lồng trong ngày Tết đấy ạ? À, bởi vì cái màu đỏ là cái màu đem lại hạnh phúc cho mọi nhà. Đây là một năm có một lần cho mình muốn cái màu đỏ đây cho nó một năm nó hên hơn. Cháu thấy là ở đây không gian nhà mình rất là xanh mát và ngập tràn sắc hoa. Bác có thể giới thiệu cho cháu về khuôn viên của gia đình mình được không ạ? À, hưởng ứng cái phong trào mà nông thôn mới đấy. Thế gia đình cũng rất là vui phấn khởi tham gia cái phong trào nhà sạch, vườn đẹp, gây lên cái môi trường, thân thiện môi trường. Thế gia đình tôi rất ủng hộ và quy hoạch lại nhà, trồng lại cây, làm sao cho nó khuôn viên nó đẹp hơn. Thế nên là tất cả những cây này là của mình cũng tạo lên cái không gian nó đẹp. Vâng. Bác xây dựng khuôn viên này là từ năm bao nhiêu thế ạ? Từ năm 16 ạ. 2016. 2016 khi lúc bây giờ là có cái phong trào là đổi mới, là thông thôn mới đấy. Thì gia đình rất hưởng ứng và xem làm cái trồng này cho nó đẹp. Mình làm cái này thì rất là, thứ nhất là mình sáng dậy ngủ dậy mình được ngửi cái mùi thơm của hoa. Rồi là hút thở cái không khí trong lành, nâng cao sức khỏe của tuổi già. Thì nếu như cái mô hình này mà lại nhân rộng ra đấy, thì tôi cho rằng là rất là tuyệt vời. Thế mọi người sẽ hưởng ứng cái phong trào này để làm nên một cái vùng quê đổi mới, xanh, sạch, đẹp, thiên thiện môi trường. Bác có thể giới thiệu cho cháu về khu vườn nhà mình được không ạ? Khi trồng hoa ấy, là mình phải đi tìm xem loại giống hoa nào, hoa nào đẹp, nó phù hợp với lại cái nhà mình. Thế thì như cái hồng bạch, là mua từ Sapa về. Mà cái này khi về bắt đầu là nó không phù hợp với khí hậu của mình. Nên trồng rất vất vả và quay trong bao năm bây giờ mới được cái cảnh quan này. Vâng, hoặc là đây là hoa đồng tiền là cũng phải là sưu tầm, chứ không phải là nó có ngay. Những đồng tiền kép thì rất nhiều, đồng tiền đơn này là rất khó, nên là phải mua về đây trồng đấy này, để làm sao mà cái kết hợp hài hòa giữa cái phong cảnh này với lại cái nhà nhà mình để cho nó hài hòa, nó đẹp lên. Đây là cái ao sen ạ? Vâng, keo sen này, nhưng mà mùa này thì nó lụi hết rồi, chứ mùa hè thì mới đến mùa hoa nở thì là rất là đẹp phong cảnh lên. Vâng. Cái quy hoạch này là mình có thiết kế riêng không hay là tự bác nghĩ ra đấy ạ? À, nó phải có quy hoạch ở trong cái thiết kế của nhà. Thiết kế của nhà, sau đó là mình phải từ cái thiết kế của nhà là mình mới nhân ra. À. Mình mới làm trồng sao nó hài hòa nhà với lại cảnh. Trước hết là mình trồng những cây to xung quanh này để lấy bóng mát. Thế còn ở dưới này là mình trồng hoa để cho tạo lên một cái không gian rất là đẹp, nó tuyệt vời cho nhà mình. Chứ nếu như giờ mình trồng hoa không ấy, mà không có cây phong mát kia thì trời nắng, rất là khó chịu. Thế nhưng cái này là coi chiều mát đến là đã rất mát rồi. Nhưng cái nó tạo lên một cái không khí trong lành. Tôi thấy hình như là cái khuôn viên trồng hoa của mình nó có một cái trườn giống như kiểu một trườn dốc ấy ạ. Vâng. Thì là đây là cái thiết kế riêng của gia đình mình hay sao ạ? À, đúng rồi, đây là cái ý tưởng mình mang đồi về nhà, mang rừng về nhà. Thế đây tất cả những cái đá đi là tạo cho một cái không gian của rừng. Thế như cái mô hình kia là rừng. Thế bắt đầu từ thấp lên đến cao. Nó mới thành một cái rừng. Bây giờ mình có thể vào trong khuôn viên của khu khoảng sân được không ạ? Vâng, mời chị. Lúc đầu là thiết kế cái sân này là lát gạch như là gạch công nghiệp kia. Thế nhưng mà ở đây thì nếu lát công nghiệp nó không phù hợp với lại cái không gian nhà này. Cho nên phải cái này phải đặt từ Thanh Hóa mới có cái đá này, chứ mình bình mình là không có. Bác ơi, cái quất nhà mình to quá, tán rất là đều và đẹp đấy bác ạ. Vâng, cái quất này là phải 10 năm rồi. Dạ. 10 năm mà chăm nó rất là khó. Kỹ thuật chăm lắm nó mới được cái quả này. Vâng, cái này là nhà bác cũng trồng luôn hả cơ? Vâng, trồng luôn tại nhà đấy, chăm luôn tại nhà đấy. Ờ, thế ạ? Vâng, như trong cái phong tục của Việt Nam mình, Tết là phải có quất, có hoa đào thì nó mới ra Tết. Nhìn thấy cây quất là nhìn thấy Tết đúng không bác? Vâng, đúng ạ. Vâng. À, cây quất này lúc đầu thì mua cách đây mấy năm rồi thì nó cũng từ Nam Định mang về nó như thế này rồi. Thế là mình mới hỏi họ cách chăm sóc. Thế là họ mới cho mình những cái kỹ thuật chăm sóc thì mình làm theo đúng cho họ.
thì Tết nào nó cũng có hoa quả như này. Tại sao mình lại đưa những cái hoa, cái cảnh này trong chậu này vào đây? Bởi vì trong chậu này mình sẽ không trồng được những cây kia, nên mình đưa lên chậu này. Thế mình ở đây là sau khi mình mùa hè mình tưới cho nó đấy, thì nó sẽ sân này nó ướt hết lên, nó bốc môi trường, bốc nước lên thì nó sẽ làm cho mình rất là mát, và coi như cũng tạo lên một cái không gian, cái môi trường nó gần nhà hơn, đẹp hơn. Thế còn đây là cây hoa chè này là rất là khó chăm, cây chè này khó chăm lắm. Đây là cái vâng. Gì trà mi, nó gọi là trà mi, trà hồng đấy. Thế là chẳng cái này là cả một năm nó vi ra hoa Tết như này. Vâng đấy. Mùa kia là nó chỉ có nụ bé như này thôi. Đây là cây mộc này, mộc tác này rất là tuyệt vời, tác dụng của nó là khử muỗi. Khi có hoa như này là muỗi không có. Một năm nó khoảng 2-3 lần hoa. Thế nhất mùa hè hoa tức là nó đỡ muỗi rất nhiều. Vâng. Thế thì trồng ở đây là nó cản muỗi. Vừa đẹp vừa thơm mà vừa có tác dụng tốt cho môi trường đúng không ạ? Vâng ạ. Bây giờ mời cháu vào trong nhà để tham quan cái không gian trong nhà. Dạ vâng ạ. Vâng. Không gian nhà này nó rất là không gian mở, rất là thoáng mát, cửa nào cũng có ánh sáng vào và cái cửa nào cũng có gió lùa vào, rất là mát. Nên là cái phòng thiết kế cho ông bà già nên là không có cầu thang, không có tầng 2 gì cả. Cho nên cũng đưa lên làm sao mà tuổi già rất là đi lại nó dễ dàng. Để tất cả không gian toàn bộ đây là sử dụng là giữ hết. Thế là nhà chỉ một tầng thôi nhưng đúng mà rồi. Không gian thoáng và vâng. Các phòng đều thông nhau đúng không ạ? Đúng rồi, thông nhau, vâng. Để cho việc đi lại di chuyển được dễ dàng hơn. Vâng, toàn bộ không gian này là hướng nào cũng ánh sáng vào. Hướng đông, hướng bắc, hướng tây là đều có cái ánh sáng vào. Nên là khi mùa hè thoáng mát mà đóng cửa lại mùa đông thì lại ấm. Thế khi đóng toàn bộ không gian này lại thì hầu như là nếu trời mưa ngoài không nghe thấy tiếng. Không nghe tiếng gì, nếu mở cửa ra thì mới biết là mưa to. Vâng. Đấy, rất là đặc biệt đúng không? Vâng, rất là đặc biệt. Vâng. Gia đình là cũng về tinh thần là cũng sắm đủ Tết rồi, dạ. Quất ở ngoài sân, đào trong nhà, rồi trang trí là đầy đủ rồi. Dạ. Chỉ có khi nào mà giao thừa về thì tất cả mọi người là trong đó cái không khí Tết. Sau một khoảng thời gian, tôi và bác Sơn cùng trang trí cho ngôi nhà để đón Tết, một không gian xanh, ngập tràn sắc hoa. Chào cảm ơn bác Sơn đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ. Và xin chúc bác và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui, đầm ấm, đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin chúc khán giả có đón một năm mới đầy sức khỏe, hạnh phúc và hưởng trọn niềm vui. Xin chào ạ. Xin chào lại quý vị và các bạn chương trình tiếp theo.